có một lần nó đi 3 ngày xong rồi nó về xong 3 ngày sau là bắt đầu là nó đi, đi luôn À, một lần đi là 3 ngày về. Lần đó là đi đâu? thì mình hỏi thì nó không có nói, mình cũng đi tìm tìm nhưng mà tìm không gặp. Xong mới là mấy ngày sau nó tự động nó về xong cái mình cho ra bán, cái mấy ngày nữa là nó đi. Dạ rồi, em xin phép chào anh trai. Anh trai có thể giới thiệu anh tên là gì? Mình tên là Nguyễn Hòa Thảo, Anh Thảo ha. Anh Thảo là quê quán ở đâu? Kiên Giang. Ở Kiên Giang. Hôm nay anh về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây anh? Tìm muốn muốn tìm nhờ anh em đội hiệp sĩ Bình Dương này giúp mình tìm con gái của mình. Con của anh. Con anh Thảo tên là gì? Tên là Nguyễn Thị Thùy, Thùy Trang, Trang. Bé Trang nhiêu tuổi rồi anh trai? được 15 tuổi, Bé bỏ đi ngày nào? ngày 26 tháng 4. 26 tháng 4. Và hiện tại hôm nay là ngày mùng 9. Đúng rồi. Vậy là được 13 ngày rồi. Khi đi là đi ở đâu anh? Đi ở ở Long An, ở ngay ngã ba Mỹ Hạnh. Ủa là anh Thảo đang lập nghiệp ở Long An hả? Đúng rồi. Nhà mình sinh sống ở đấy hay sao anh? Nhà mình nguyên gia đình hay là Nguyên gia đình anh là được mấy người con? ba người con, Bé này là con thứ mấy? mà thứ hai Thứ hai là bé lớn hay như nào? ông là Kế lớn kế hả? lớn á, kế lớn á. Thì thường thường là người miền Tây mình á, thường thường gọi là bé lớn gọi là bé thứ hai đấy. Dạ. Vậy là bé bỏ đi đó là đi như thế nào anh biết không? Biết tại vì có con nhỏ bạn hồi xưa là đi học cùng mà nó chơi thân với nhau lắm, thì bắt đầu nó rủ đi mấy lần rồi nhưng mà nó không đi. Sau đợt này sao nó đi, mà khi mà nó đi á thì mình có một người con gái khác mà dẫn hai đứa này đi, là mình điều tra hỏi ra thì cái con nhỏ này á, là nó quen trên mạng xã hội. Trời đất ơi. Khi đi là con gái của anh có mang theo thứ gì đi không? Có xem theo mấy đứa, nó lấy mỗi đứa mấy bộ đồ vậy. Có tiền bạc, trang sức gì không? Tiền thì không có, mà nghe nói là nó hai con nhỏ kia có cái điện thoại là đi cầm hết 1,7 triệu là đi, Dựa vào đâu mà anh biết được cái thông tin đó? thì nhờ mấy cái đứa bạn chơi với nó và học cùng với nó hồi xưa. Con gái nhà mình hiện tại còn đi học không anh? Nghỉ được 2 năm mà Ôi nghỉ trời đất nghỉ ơi. nghỉ mấy năm mà Học hết lớp mấy là nghỉ lớp đây? bảy, Sao bé nghỉ? tại vì nó thấy nó không chịu học nó rồi cho nghỉ. Bé không chịu học thì gia đình mình phải động viên cho bé học chứ. Không học, Nó nó có chơi ngoan thôi. không? Bé nhà Đi đi mình học á là đa số nó đi chơi thôi, không không chịu học hả? Về nhà có bao giờ cãi lời ba mẹ không anh? cái là nó không dám cãi. Vậy bé nghỉ học ở nhà bé làm cái gì? Đi buôn bán rồi, Buôn cái gì anh trai? bán Cụ trái thể. cây. À, vậy là theo ba đi bán trái cây. Nhưng mà anh có phải người miền Tây, gốc miền Tây không? Mình ở miền Tây sơn săn trong này luôn mà. Nhưng mà cái tiếng của anh em giống nghe thấy giống ngoài Bắc quá ta. Đúng rồi, tại vì mình ở xứ mình là dân Bắc không À vậy à. hả? Hèn gì em thấy cái tiếng là giống người miền Bắc hơn là người miền Tây. Vậy là thường ngày là công việc chính của bé là đi theo bố, đi theo ba bán trái cây. Là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Chung mình bán tự do, thích nghỉ thì mình nghỉ thôi. Có bao giờ bé than phiền là mệt không? Trước giờ con nhà mình đã từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa? Có cách trước này có một lần nó đi 3 ngày xong rồi nó về xong 3 ngày sau là bắt đầu là nó đi luôn. À, một lần đi là 3 ngày về. Lần đó là đi đâu? Thì mình hỏi thì nó không có nói, mình cũng đi tìm tìm nhưng mà tìm không gặp. Xong đó là mấy ngày sau nó tự động nó về xong cái mình cho ra bán, cái mấy ngày nữa là nó đi. Lần đó về là anh không 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 có nghiêm khắc dạy con hả? Lần đó mình có đánh nó luôn, là mình cũng la nó, má nó cũng la nó, nói cho nó biết này kia. Nhưng mà vẫn cứng đầu, vẫn không nghe. Ở nhà là bé thường thường hay tâm sự chia sẻ với ai? Với anh hay là với bà xã của anh? Đa số là với vợ. Với mẹ. Con nhà mình chơi điện thoại nhiều không anh? Không nhiều, Chơi game không? không thấy chơi game mà chat với bạn bè nó không, đa số Là có bao giờ anh nghe thấy gọi điện nói chuyện với ai không? có Nam hay nữ? nữ hơn. Có bao giờ anh nghe thấy cuộc chuyện nào mà bảo lên thành phố hoặc là đi đâu đó đi làm không? Có vừa rồi nó có đứa rủ nó đi á, là nghe nó nói là rủ nó đi làm. Làm ở đâu? Nói chung là nó không cho biết, lúc nó chỉ bên gia kiệm Thống Nhất Đồng Nai,
là mình cũng đi tìm trên Đồng Nai rồi mà không gặp. Tại nghe tin tức mà chứ lên trên đó đâu biết đâu mà tìm. Theo như bản thân anh đánh giá con nhà mình tới giờ phút này như vậy là có ngoan hay không ngoan? Không biết là bây giờ này thì nói chung là nó lầm lầm lì lì vậy. Lầm lầm lì lì hả? Không hay nói chuyện hả? Ít nói chuyện mình lắm. Đúng ra người mà đi con mà theo ba đi bán trái cây là lãnh lợi lắm á. Bởi vì nói chuyện mình mà nói chuyện má nó nhiều. Đi ra ngoài á biết sao không? Đi ra ngoài là được tiếp xúc rất nhiều người và cuộc sống hàng ngày luôn. Vậy là bé cứ lầm lầm lì lì vậy. Về nhà là có rửa chén rửa bát gì không? Có mà ít lắm. Kêu là làm không kêu thôi. À vậy là ăn xong là vô phòng. Nhà mình ở Long An ở trọ hay ở nhà? Thuê nguyên căn nhà. À, có phòng riêng không? Có. Vậy là cứ ăn xong vô phòng đóng cửa. Đến cái dầm phát bắt đầu là ngồi bấm điện thoại hoặc chơi gì đó. Thì tới bữa thì kêu ra ăn. Rồi đi bán. Bé có đi ra ngoài uống trà sữa cà phê gì với bạn bè không? Có. Trời đất ơi, nhà mình cho đi luôn hả? Thì cắt đó trà sữa kế bên đó. Bạn bè là bạn bè ở ngoài, bé quen ở ngoài hay như thế nào? Thì đa số là hồi đó đi học là quen mấy nhỏ này là bạn học không? Ủa trước là vậy nhà mình lên Long An lâu rồi hả? Lâu rồi. Là mình quê thì ở... Anh vừa nói quê ở đâu chứ? Kiên Giang. Ờ, quê là ở Kiên Giang nhưng mà chắc là lên đây vợ chồng con cái lên đây lâu rồi hả? Đúng rồi. Chắc cỡ mười mấy năm chưa? Mười mấy năm. Đó. Vậy là học trên Long An luôn. Thì hồi xưa học ngoài xong rồi mà... Sau này mình mới chuyển trường lên đây cho nó học được trên này được 2 năm là bắt đầu là nghỉ học. Vậy là học dở quá, giờ không chịu học, giờ bỏ ngang. Về đi làm với ba. Bạn thường thường mà rủ uống trà sữa cà phê là bạn nam hay bạn nữ đây anh? Nữ. Nữ à. Con gái nhà mình có sửa soạn không? Có. Tóc tai có nhuộm nhiếc không? Mới nhuộm tóc đỏ đỏ. Ôi trời đất ơi. Quần áo ăn mặc có sexy không? Không. Kín đáo không? Mặc đồ nào cũng kín đáo hết rồi. Son môi nước hoa gì không? Có, trang điểm có. Trang điểm có. Cái tuổi này là cái tuổi đang học mà, đang học đua đòi mà. Cái tuổi này là dễ bị đi theo tiêu cực lắm anh ạ. Các bạn bè kia cũng trưng diện vậy hả? Đúng rồi. Cũng tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ hả? Không, tóc vàng mà. Vậy là cứ lâu lâu là tới nhà mình rủ hay là thường xuyên rủ con mình đi? Lâu lâu rủ. Lâu rủ đi là nó có mấy đứa bạn đó là nó đâu rủ đi chơi vòng vòng đó thì vòng vòng thì được nhưng chơi á phải có thời gian về. Mà lần này đi như vậy á là có bạn nào đi theo cùng không? Có đứa bạn nữa. Cùng tuổi như con mình. Nó 14 tuổi. Là cũng đi cùng ngày với con mình luôn. Đúng rồi. Cùng lúc luôn. Hai đứa dẫn nhau đi. Trời đất ơi, hai đứa nhỏ xíu 14 tuổi biết gì đây. Đi mà có các nhỏ kia là khoảng 18 đến 20 tuổi. Dẫn đi. Là chỉ nó đi tới điểm đó. Để đón đúng không? Để đón. Anh là mình hỏi ra thì con nhỏ này nó mấy đứa kia bạn học của nó nói là con nhỏ này nó quen trên mạng. Dựa vào những yếu tố đó anh đang nghi ngờ con nhà mình lần này đi làm là làm cái gì đây? Thì mình không biết nó đi làm gì. Vậy là không có mang điện thoại đi. Nó không có điện thoại. Tức là nó điện thoại nó đi là nó để ở nhà, còn con kia là đi cầm hai điện thoại, một cái thì nó đi cầm lấy nó tiền đi. Lấy tiền. Lấy tiền để phí đi xe này kia. Đúng rồi. Sự việc này anh đã trình báo cơ quan chức năng công an ở nơi anh đang tạm trú chưa? Có hôm nào thì mình cũng quen ở đó thì mình cũng hỏi thì bảo bây giờ cứ nhờ theo bạn bè nó điều tra trước đi, coi nó sẽ gia đình liên hệ không được. Thì nhưng mà nó sẽ liên hệ lại những người bạn của nó. Ai? Yeah. Tức là anh nói sao chứ? Kể như mình xuống cái bạn bên công an á, à. Thì nó cũng giải trình mình vậy. Giờ, à bên cơ quan chức năng hả? Đúng rồi, thì bây giờ cứ đi tìm bạn của nó đi. Để dụ nó. Tức là anh có trình báo rồi đúng không ạ? Đúng rồi, có nói bên cơ quan. Trình báo mình phải trình báo đàng hoàng chứ không phải là anh đến anh nói sơ sơ vậy là được đâu. Vào trình báo mình phải trình báo đàng hoàng. Trình báo để cho bên cơ quan chức năng... nghiệp vụ của bên cơ quan chức năng cao họ giúp đỡ hỗ trợ gia đình nhà mình chứ không phải anh vào anh nói khơi khơi vậy là được. Lần hôm nay anh về anh trình báo lại đi nhá, bởi vì con nhà mình mới 14 tuổi mà. Bây giờ anh sợ nhất điều gì đấy?
Sợ là con nhỏ kia dắt đi này kia, này kia là như thế nào? tại sợ nó dẫn đi vô mấy quán này. Quán nhạy cảm đúng không? Anh thì tuổi này là anh là đàn ông, anh biết rõ những cái quán nhạy cảm nó rồi. Đúng không? Cái sự việc của con nhà mình có cái dấu hiệu lần này đi sẽ bị lừa, lừa đảo cám dỗ, bắt ép làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật đấy Đúng rồi nhá. Cái tình đó, trạng này thì rất mình nhiều anh ạ. đang nghĩ là vấn đề đó. Nhưng mà gia đình nhà mình có quan tâm con nhiều không? Có chứ, Nhưng mà mình cái lần đi như vậy về mình cũng có rèn con rồi đúng không ạ? đúng rồi, Nhưng mà tiếc rằng là con hơi cứng đầu, hơi lì đúng không? đúng rồi. Tuổi này tuổi nhỏ mà, tuổi này hiếu động lắm, dễ hấp hấp thụ những cái tinh hoa gọi là cám dỗ trên mạng lắm. Chơi trên mạng xã hội thấy gọi là thấy người ta cùng tuổi ấy, hoặc là thấy những cái người lớn hơn người ta ăn mặc phong cách, có thể là người ta đi chỗ này chỗ kia đẹp đẽ, tưởng đó là màu hồng rồi đi theo, bỏ nhà đi theo, hoặc là nghe theo lời xúi giục thì đi bỏ nhà đi theo. Nhưng đâu có biết được, các bé này còn nhỏ đâu có biết được rằng đó là những cái cạm bẫy đâu. Trước khi nó đi là cái con nhỏ mà dẫn nó đi, nó có nhắn tin qua điện thoại là dẫn mấy cái này đi quán cà phê. Thì đó, Đấy, con nhắn tin qua điện thoại. cái dấu hiệu con nhà mình là những cái việc đó, bán quán karaoke, massage, cà phê chòi, những quán trá hình, những quán nhạy cảm, công việc nhạy cảm kích dục ấy. Nhưng mà anh phải báo gấp một lần nữa để nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình nhà mình. Vậy là trong quá trình từ ngày 26 đúng không ạ, cho tới nay thì gia đình nhà mình tìm kiếm con nơi nào? Tìm bên gia kiện thống nhất Đồng Nai. Là mình nghe được thông tin ở đó, Đúng rồi. xong mình lên nhưng mà không có đúng không? Đúng rồi. Bây giờ gia đình, em nói thật, gia đình nhà mình có đi tìm hơi khó. Bởi vì bé là trong nhà, mình ngoài đường, mình biết ở đâu mà tìm. Đúng rồi. Và đâu có phải đơn giản mình vào được các quán đó đâu. Mình Tại đâu mình có... nghe tin nhắn của nó là mình đọc trong tin nhắn đó, thì là nó về bên gia kiểm thống nhất Đồng Nai. Là mình đi mình cứ dựa theo đó là cái địa chỉ trên thống nhất gia kiểm á, là đi theo cái chỗ đó. Đó là cái vị trí, định vị hay là cái địa chỉ thôi? Cái này là nó ghi trên kiểu như là nhắn tin qua điện thoại á, thì mình lấy cái dựa chỗ đó mình đi thôi, Nhưng chứ mà tới không không có định vị. tới đó là thì sao? Thì đi tới đó thì vô đấy toàn thấy nó cây chuối với cái này kia không mà. Biết đường nào tìm, kể cả anh thấy cái quán đó chưa chắc anh đã vào được. Bởi vì anh đâu có cái quyền lực gì, chức năng gì mà anh vào quán nhà người ta, đúng không? Đúng rồi. Nếu anh là một vị khách hàng thì nó lại khác. Còn anh vào mà anh đùng đùng anh xông vào bố để là con tôi trong đây, để tôi dẫn con tôi tìm con về, em dám khẳng định với anh luôn là anh không bao giờ anh vào được. Phải có sự hỗ trợ của cơ quan chức năng có thẩm quyền thì mới vào được. Và đặc biệt rằng là con nhà mình dưới 15 tuổi, là 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên đang được gia đình cũng như là xã hội bảo vệ anh ạ. Nên mà gấp, việc này phải việc gấp, anh phải báo liền nhờ lực lượng cơ quan chức năng có thẩm quyền, có quyền lực để giúp đỡ gia đình nhà mình, đừng để chậm trễ. Chậm trễ thì con nhà mình sẽ gặp những cái điều không hay. Anh hãy nói một điều gì đó với con gái nhà mình, hy vọng con gái nhà mình xem được video này đang ở đâu đó, sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nếu con mà nhìn thấy cái hình ảnh như này thì con hãy đi về liền nhé. Gia đình, ba mẹ, tất cả mọi người thân, anh chị em trong nhà rất nhớ, rất thương con và đang đi tìm con khắp nơi khắp chốn, bỏ hết công ăn việc làm để đi tìm con. Anh nói đi. Mong con tìm nhìn thấy hình ảnh mà thì mong con về, gia đình cũng đang chờ con. Trước cái ngày 26 đó, cả ba cả mẹ là có la giày đánh đập gì bé không? Không. Không ha. Chỉ có mỗi cái lần đi về đó là ba có tác động tay chân đúng không ạ? Do là đi đi Đúng rồi. qua đêm mấy ngày đó đúng không? Đúng. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, bậc làm cha làm mẹ. Đôi khi bực tức quá con như vậy thì ba mẹ đánh thôi, nhưng mà rất thương đúng không ạ? Đúng rồi. Chỉ mong con hiểu. Nhưng mà tiếc rằng lứa tuổi của các con đang cái độ tuổi, thật sự cái tuổi này rất hiếu động. Đôi khi ba mẹ nói không nghe đâu, nhưng người ngoài chỉ cần nói vài câu là nghe, là xách đồ đi theo liền. Cái điều kiện kinh tế gia đình nhà mình có tốn thiếu không? Có đủ để trang trải nuôi các con không? Đủ ha. Nếu mà theo em nghĩ mà kinh doanh trái cây thì bán trái cây lời lắm á.
chứ đâu có đủ ở đâu. Cuộc sống vẫn đủ, ngày cũng kiếm được mấy trăm là bình thường. Còn bà xã anh làm gì? Cũng buôn bán hết nhà. Hai vợ chồng buôn bán mà như vậy là em thấy là điều kiện cũng đâu có để cho con túng thiếu gì đâu, đúng không? Đúng rồi. Còn cái việc mà con dừng học là do con chứ không phải do ba mẹ. Do con. Mình lúc đó mình có động viên con không? Có, nó nghỉ xong rồi cho nó nghỉ nghỉ mấy ngày xong rồi cho đi học. Bắt đi học rồi thầy hiệu trưởng cũng kêu nó này kia đi học lại thì cũng cho đi học lại. Nhưng mà học nó không chịu học, nhiều khi nó đi thôi, nó nhưng mà không tới trường. Đó, em biết mà, đôi khi ở nhà đi thì nó nói cha về nói với chú, đôi khi bảo con đi học, cũng mặc đồng phục, cũng xách cặp đi học đấy, nhưng mà có đến trường đâu. Không tới trường đâu. Đi đâu đi đó, chơi với bạn bè, khổ lắm. Con ở nhà chơi điện thoại mình có quản lý được không anh? Thấy nó chơi nhiều cũng la nó chút rồi nó cũng chơi tiếp vậy. Gọi là nói giống như kiểu là nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt đấy, đúng đâu có thấm được, đúng không ạ? Đúng rồi. Hy vọng con gái xem được video này thấy ba của con lặn lội từ Long An về Bình Dương nhờ các chú đi tìm con, thì con đang đâu đó sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì tuổi của con còn rất nhỏ mà bản thân con là con gái, con chưa từng va chạm ngoài đời. Con làm sao con biết được cái sự lựa chọn của con là đúng đắn đâu. Có thể tới giờ phút này là con gặp những cái cạm bẫy đâu. Những cái người dụ con đi có thể là những người xấu vì lợi ích cá nhân bản thân của họ mà sẵn sàng, có thể là họ dụ dỗ con và bán con, thậm chí là bắt ép con làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật. Nên mà chú mong rằng con gái đang ở đâu đó sớm quay trở về, không có đi làm gì nấy trơn. Còn nếu mà tới giờ phút này á mà con không thể về nhà được, mà con bị người ta khống chế bắt ép con làm, thậm chí là làm các quán, thì con hãy thật bình tĩnh, con gọi về số của các chú các bác công an là 113. Sau đó thì con gọi cho các số của các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để các chú sẽ có cách có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất. Con nên nhớ một điều rằng là con phải thật bình tĩnh. Người ta mà không cho con xài điện thoại thì con hãy mượn một cái máy nào đó của cái bạn nhân viên làm cùng á, con gửi cái vị trí, gửi xong rồi thì con thu hồi và con xóa đi nhá. Con xóa đi chứ con đừng thu hồi, con xóa đi thôi. Thì các chú sẽ có mặt ngay lập tức để cứu con về. Còn nếu mà trường hợp mà con vì ham chơi nghe theo lời bạn bè mà con đi đâu đó con buồn hờn gia đình, con đi đâu đó để con làm con kiếm tiền, thì chú mong con hãy nhanh chóng quay trở về. Bởi vì bên ngoài không hề đơn giản như con nghĩ, và không, đó không phải là màu hồng như con tưởng tượng đâu. Chú biết tuổi của các con đang tưởng tượng rất nhiều và đang có suy nghĩ bên ngoài là những cái niềm vui, muốn thoát khỏi gia đình để đi ra bên ngoài để được tự do tự tại. Nhưng mà chú xin lỗi con đã suy nghĩ sai rồi, nhầm rồi nha con gái nha. Còn những đối tượng nào, cô chú nào, thậm chí là những chủ quán nào mà đang chứa chấp bé, thậm chí đã và đang có ý định, ý đồ, kế hoạch ép bé làm những công việc vi phạm pháp luật, thì chắc chắn rằng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì bé mới 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, nên mà đang giữ bé thì hãy thả bé về nếu không muốn dính líu tới pháp luật. Còn nếu cố tình ngoan cố thì chắc chắn cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Rồi thì cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con nhà mình nhá. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn nhất. Em mong rằng khi con em mình về á, mình phải giáo dục lại con, kiểm cặp con, quán xuyến con nhá. Nói cho con hiểu đâu là cái đúng, đâu là cái sai. Bởi vì bên ngoài không hề đơn giản. Mình là người lớn, mình là cha, là mẹ, mình phải truyền tải, truyền đạt cho các con để các con hiểu được, tránh tình trạng các con gặp những cái người xấu dụ dỗ và rồi đi để gặp những cái kết đầy nước mắt, anh trai nhé. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ video này lên khắp các trang mạng xã hội để nhờ tất cả bà con cô bác tìm con mình về không? Đồng ý. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Đồng ý. Cuối video này em chúc anh cũng như là gia đình nhiều sức khỏe. Cái điều đặc biệt là con gái sẽ quay trở về một ngày gần nhất, anh trai nhé. Dạ em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.